Chào mừng tất cả bác nhá. Thì ngày hôm nay thì bên cái anh em sẽ lên giới thiệu cho anh em đó là dòng sản phẩm của loa chép kèn mang tên thương hiệu hàng chính hãng của ZG. Đây là dòng sản phẩm mẫu loa chép kèn 450, và hiện tại là trong cái video ngày hôm nay thì bên cái anh em sẽ thanh lý cho tất cả bác với 30 đôi loa chép kèn rồi. Và trong một bộ dàn karaoke thì không thể nào thiếu được với những dòng sản phẩm loa chép kèn hàng chất lượng và hàng cao cấp các bác nhá. Thì bây giờ em cùng các bác sẽ đi test thử sản phẩm để cho tất cả các bác cùng nghe, và cái giá rất là tốt ở cuối video các bác nhá. Ok các bác. Thì các bác vừa rồi thì cũng đã nghe thử đó là cái chất âm của cặp loa chép khi phối hợp với một đôi loa bãi thương hiệu của BMB các bác nhá. Thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì bên cả anh em sẽ test thử cho tất cả bác nghe về cái chất âm độc cặp loa chép và khi phối với loa lời, phối với một cái dòng sản phẩm loa karaoke nó hay đến như thế nào các bác nhá. Hiện tại là em đang thử cho tất cả các bác đó là nghe độc một đôi cặp loa chép không các bác nhá, không có loa bát của BMB. Các bác nghe tiếng nghe nó rất là rõ ràng và chi tiết các bác nhá. Đó, các bác nghe cảm nhận được cái chất âm nó đánh rất là tơi và sáng rõ ràng. Và bây giờ thì em cùng bác sẽ đi test thử đó là độc một đôi loa để cho tất cả bác cùng cảm nhận khi không có loa chép thì cái tiếng chất âm nó nghe như thế nào, và khi có loa chép thì nó ra làm sao các bác nhá. Ok. Đây các bác nhá, nghe độc đôi loa không đánh và chưa có chép đi theo kèm. Đấy, các bác có thể nghe rõ ràng về cái tiếng chất âm nó đánh rất là mờ đúng không ạ? Và khi có loa chép thì nó ra làm sao? Thì em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm về cái tiếng chất âm khi phối hợp với cả loa chép các bác nhá. Đây các bác nghe độc đôi loa này. Và bây giờ thì em sẽ quay ra để tăng cái tiếng loa chép lên cho tất cả các bác. Đó, các bác nghe nó có cái sự thay đổi hoàn toàn rõ ràng luôn. Cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm ở trong video ngày hôm nay. Thì với những dòng sản phẩm loa chép kèn như thế này, hiện tại là một cặp thì bên cả anh em sẽ thanh lý cho tất cả các bác với cái giá là chỉ có 1 triệu thôi ạ. 1 triệu thì bên cả anh em đã bao gồm đó là cái phí vận chuyển cho tất cả các bác rồi. Về phần loa chép thì của dòng sản phẩm loa chép ZG hàng chính hãng này thì nó là rộng, chiều rộng của nó là 28 cm, và chiều sâu của nó là 28 cm, và chiều cao cũng là 28 cm. Với dòng sản phẩm chép này thì nó được trang bị một cái họng kèn cho chúng ta, đó là cái bộ độ phủ âm thanh nó rất là rộng các bác nhá. Đó, thì với dòng sản phẩm này đây các bác nhìn đây, tem hàng chính hãng và check được mã QR các bác nhá, mã QR. Đó, thì với dòng sản phẩm chép kèn 450 này, ngày hôm nay thì bên cả anh em sẽ xả thanh lý cho anh em với cái giá là chỉ có 1 triệu một cặp thôi các bác nhá. 1 triệu một cặp thì bên cả anh em đã bao gồm đó là cái phí vận chuyển cho tất cả các bác rồi các bác nhá. Đó, thì anh em mua hàng đặt hàng thì các bác hãy nhắn tin liên hệ trực tiếp bên cả hàng bên em, và với cái giá 1 triệu thì các bác không phải chuyển khoản đặt cọc, và khi hàng đến nơi các bác mua hàng thì các bác có quyền kiểm tra trước khi thanh toán các bác nhá, có quyền kiểm tra trước khi thanh toán với dòng sản phẩm loa chép kèn như thế này các bác nhá. Rồi, các bác đi qua nhớ cho em xin những lần like và những lượt chia sẻ ủng hộ bài viết các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn em rất là nhiều.